Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất ngày 13 tháng 5 năm 1953, 13 tháng 5 năm 2023. Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ. Lực lượng an ninh kinh tế là một bộ phận cấu thành của Công an Nhân dân Việt Nam. Với 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được tôi luyện trong bão táp cách mạng, hội tụ trí tuệ của thời đại, lực lượng an ninh kinh tế đã không ngừng lớn mạnh, luôn một lòng, một dạ, tận trung với Đảng, với nhân dân, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, quyết đoán và quyết thắng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Lập nhiều chiến công, thành tích, góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, được nhân dân đặt niềm tin to lớn trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Hải Triều, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an chia sẻ, làm nên lịch sử là rất khó khăn, nhưng giữ được truyền thống tốt đẹp và phát huy được truyền thống là cả một quá trình không đơn giản. Với bề dày truyền thống lịch sử 70 năm, các thế hệ cán bộ an ninh kinh tế đi trước sẽ tiếp tục đồng hành với lớp lớp thế hệ lực lượng an ninh kinh tế, tô thắm thêm nhiều chiến công vẻ vang hơn nữa cho lực lượng an ninh kinh tế. Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của lực lượng an ninh kinh tế đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục An ninh Kinh tế, trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Huân chương Chiến công hạng nhì tặng Thượng tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh kinh tế đã đạt được, gửi tới toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ, lời thăm hỏi ân cần và tri ân sâu sắc. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh kinh tế phải làm tốt nhiệm vụ quản lý về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế, chủ động tấn công, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tôi chỉ mong là các ông chí là quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, và đã quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa, và hành động thì có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đấy, tinh thần là như vậy, vì cái nhiệm vụ là rất nặng nề. Kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối toàn diện đối với công an nhân dân, trong đó có lực lượng an ninh kinh tế, luôn quán triệt thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng về an ninh trật tự, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh kinh tế và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, pháp luật, chủ động nắm chắc tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo kịp thời từ sớm, từ xa nguy cơ xâm hại an ninh lợi ích quốc gia, các dấu hiệu bất ổn của tình hình kinh tế thế giới, khu vực có tác động ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến nền kinh tế của nước ta, để kịp thời tham mưu đề xuất chiến lược với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối chính sách và tổ chức thực hiện, là góp phần tích cực xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả việc xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh kinh tế nói riêng, vững mạnh, toàn diện cả về con người, về tổ chức và cơ sở vật chất, phương tiện. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh kinh tế nói riêng. Các ý kiến phát biểu của đồng chí Thủ tướng Chính phủ là kim chỉ nam định hướng cho công tác thời gian tới của lực lượng công an cũng như của lực lượng an ninh kinh tế.
Bộ Công an sẽ tiếp thu quán triệt nghiêm túc đầy đủ những nội dung chỉ đạo của đồng chí và chương trình kế hoạch công tác, chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị địa phương của lực lượng an ninh kinh tế toàn quốc triển khai thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo lực lượng an ninh kinh tế toàn quốc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hào hùng, hăng hái sôi nổi thi đua, lập nhiều chiến công thành tích hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ làm tốt công tác tham mưu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đường lối phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh kinh tế trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Thưa quý vị, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng an ninh kinh tế luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng an ninh kinh tế, ANTV trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí giáo sư tiến sĩ Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an về công tác lãnh đạo chỉ đạo lực lượng an ninh kinh tế trong tình hình mới. Mở đầu bài viết, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế, xác định rõ quan điểm bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia. Dưới sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, an ninh kinh tế được giữ vững, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo ngày càng phát triển, hội nhập toàn diện với kinh tế thế giới, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa luôn bảo đảm nguyên tắc giữ vững độc lập, tự chủ, vận hành theo quy luật khách quan, từng bước đổi mới, hoàn thiện thể chế phù hợp, không ngừng đa dạng hóa, đa phương hóa với các quan hệ hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế xã hội, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác cụ thể. Cùng với các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, luật, nghị định, quyết định của Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, văn bản quy phạm pháp luật đã được cụ thể hóa theo thẩm quyền của các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành trung ương và địa phương liên quan công tác bảo vệ an ninh kinh tế. Lần đầu tiên, Bộ Chính trị khóa 12 đã ban hành chỉ thị số 12 CTTVK ngày 5 tháng 1 năm 2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, chỉ thị số 12, để lãnh đạo toàn diện công tác bảo vệ an ninh kinh tế. Chỉ thị số 12 xác định bảo đảm an ninh kinh tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, trước hết là của người đứng đầu, và yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các ban bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, giữa trung ương và địa phương trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Công an Nhân dân nắm chắc tình hình biến động thế giới tác động đến nền kinh tế Việt Nam, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình tham gia soạn thảo, ký kết và triển khai thực hiện các cam kết quốc tế song phương và đa phương tại các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành địa phương ra soát, tham mưu, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, phục vụ công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Trong đó có việc thể chế hóa quan điểm phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh và an ninh với phát triển kinh tế xã hội. Thực tiễn công tác bảo vệ an ninh kinh tế cho thấy, các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta để tác động nội bộ, chuyển hóa thể chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy quá trình thay đổi hiến pháp và hệ thống pháp luật của Việt Nam theo tiêu chí phương Tây nhằm mục tiêu chuyển hóa chính trị ở Việt Nam. Thông qua hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tìm cách chi phối, tạo sự lệ thuộc, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi trong đàm phán, ký kết, triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để thâm nhập, tác động, chuyển hóa nội bộ và thể chế chính trị của Việt Nam. Đây là những yếu tố phức tạp, không thể xem thường, không thể mất cảnh giác.
Thời gian tới, tình hình thế giới khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh nước lớn về kinh tế ngày càng gay gắt, nguy cơ kinh tế thế giới suy thoái chưa thể loại trừ, sẽ tác động trực tiếp nhiều mặt đến kinh tế Việt Nam, nền kinh tế có độ mở cao, thực lực và tiềm lực chưa bền vững. Do vậy, Bộ trưởng Tô Lâm đặt ra một số yêu cầu với Đảng ủy Công an Trung ương và lực lượng an ninh kinh tế, cụ thể như sau. Trong điều kiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, trình độ quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển, thể chế kinh tế thị trường chưa hoàn thiện, cơ chế chính sách pháp luật còn thiếu đồng bộ, ngày càng tham gia sâu rộng vào nhiều định chế kinh tế, tài chính quốc tế, khiến Việt Nam chịu nhiều bất lợi và sức ép, gia tăng khả năng các thế lực thù địch phản động, lợi dụng vấn đề kinh tế để xâm phạm an ninh quốc gia, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với bảo vệ an ninh kinh tế. Để tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo các cấp ủy trong Công an Nhân dân, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế, trọng tâm là chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Chỉ đạo cấp ủy các cấp trong Công an Nhân dân tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy Đảng các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cấp ủy chính quyền các địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm đối với công tác bảo vệ an ninh kinh tế, thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo các nguy cơ, thách thức, đe dọa an ninh kinh tế trên từng lĩnh vực, đi đôi với các hình thức tuyên truyền phù hợp để thống nhất nhận thức, trước hết là đối với người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, doanh nghiệp về nguy cơ, thách thức và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh kinh tế, từ đó chủ động tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, loại bỏ từ sớm, từ xa các sơ hở, thiếu sót, các nguy cơ, thách thức. Tập trung chỉ đạo lực lượng an ninh kinh tế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế, tăng cường tham mưu với Đảng, nhà nước trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, giải pháp toàn diện về bảo đảm an ninh kinh tế khi đàm phán, ký kết và thực hiện các cam kết và mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, đánh giá, giám sát về an ninh trật tự đối với các chương trình, đề án, dự án đầu tư nước ngoài, có yếu tố nước ngoài, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm pháp luật, cũng như hoạt động gây phương hại, đe dọa, gây phương hại đến an ninh kinh tế, an ninh quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Công an Nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Cấp ủy, lãnh đạo, công an các cấp tiếp tục gương mẫu, đi đầu với tinh thần nói đi đôi với làm, thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm trong công tác chuyên môn cũng như trong sinh hoạt, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng an ninh kinh tế có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, liêm chính, gương mẫu, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn và ứng dụng khoa học công nghệ vào nhiệm vụ, phải là chuyên gia trên từng lĩnh vực kinh tế được phân công phụ trách, có khả năng tham mưu chiến lược và dự báo đúng, trúng tình hình. Mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an Nhân dân, coi đó là kim chỉ nam trong mọi hành động. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác, sáng nay tại Hà Nội, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi lễ. Dự buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, các học viện, trường Công an Nhân dân.
Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt, lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong công an nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Ghi nhận những đóng góp, thành tích đã đạt được trong 55 năm qua, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã gắn và trao bằng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp quan trọng của Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bảo vệ an ninh trật tự của đất nước và hợp tác quốc tế trong 55 năm qua. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung xây dựng đề án phát triển Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nội bộ, nêu cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực của người học, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo, tăng cường mở rộng hợp tác liên kết đào tạo, tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để tiếp thu kinh nghiệm, khai thác có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân nói chung và Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 nói riêng. Hôm nay 13 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tổ chức lễ dâng hương dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trước anh linh của người, đoàn đại biểu nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gương mẫu tiên phong, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo, thiết thực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất một lòng, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Dịp này, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở núi Trung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong các ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2023 đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân của vụ cháy làm 4 người tử vong tại số 24 phố Thành Công, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và 3 người tử vong tại cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn có tên là Akatsuki tại số 144 phố Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng. Trong công điện, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Phó Thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình người bị nạn trong các vụ cháy. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang sinh năm 1961, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm
nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, Trần Văn Bang đã có hành vi tàn trữ, soạn thảo, đăng tải và phát tán trên mạng Internet các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trần Văn Bang đã sử dụng 3 tài khoản Facebook gồm Trần Bang, Bang Trần và Trần Josh để soạn thảo đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng nói xấu chính quyền nhân dân, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Liên quan đến vụ việc còn có các đối tượng Phạm Thị Đoan Trang và Phạm Chí Thành. Các đối tượng này có hành vi soạn thảo, biên tập, phát hành và tặng cho Trần Văn Bang một số tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật. Thưa quý vị, sáng nay một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra và khiến cho 4 người trong nhà tử vong tại quận Hà Đông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông cùng các ban ngành liên quan tổ chức khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Như ANTV đã đưa tin, hồi 7 giờ 45 phút sau khi nhận được tin báo cháy tại nhà dân, địa chỉ số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 7 giờ 50 phút, các đơn vị đã tiếp cận tìm kiếm, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy. Khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng 1 tum. Vụ cháy khiến 4 người tử vong. Về tài sản, hỏa hoạn làm hư hỏng các vật dụng trong nhà. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào chiều ngày hôm qua 12 tháng 5 tại địa chỉ số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, tối cùng ngày, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền đã chính thức thông tin về vụ việc, đã có 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy này. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5, sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy, các lực lượng chức năng đã tiếp tục xử lý, không cho đám cháy bùng phát trở lại, đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy có 4 người ở trong căn nhà, 1 người được giải cứu, 3 người thiệt mạng, toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy. Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác minh danh tính của các nạn nhân để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, với thủ đoạn dựng lên kịch bản hù dọa, ép học sinh sinh viên lên xe của mình, rồi chở đến chỗ vắng người, sau đó cưỡng đoạt tài sản, Trịnh Hoàng Tú, 35 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Một số thanh thiếu niên chủ yếu là học sinh đang đi trên đường thì bị một người đàn ông tiếp cận. Người này vu vạ cho nạn nhân đã đánh em mình và dùng lời lẽ chửi bới đe dọa. Đối tượng yêu cầu nạn nhân lên xe để chở đi gặp em trai nhằm đối chứng. Tuy nhiên khi đến nơi khác, đối tượng yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại để kiểm tra hay đưa ba lô rồi nhanh chóng rồ ga tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28 tháng 4, công an quận Gò Vấp đã bắt giữ đối tượng gây án là Trịnh Hoàng Tú. Trước đó Tú đã có 3 tiền án về tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Khi bị bắt, Tú dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, Tú thừa nhận đã 6 lần cưỡng đoạt tài sản tại quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Phú. Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này. Tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây liên tiếp gặp vấn đề, hết bị vẽ bậy lần 2 đến bị trộm lấy đi các thiết bị đoạn trên cao như cáp tiếp địa, tháo các neo tà vẹt. Về vấn đề này, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã phải kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Ban Quản lý Đường sắt đô thị cho biết trong thời gian gần đây, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, địa bàn thành phố Thủ Đức đã xảy ra một số sự việc như hành vi trộm cắp và phá hoại tài sản của các nhà thầu Nhật Bản đang thi công trên tuyến. Cụ thể rạng sáng 30 tháng 4, tại Depot Long Bình đã phát hiện đoàn tàu số 3 đang đậu tại đây bị xịt sơn, vẽ bậy graffiti. Đây là lần thứ hai xảy ra vụ việc này. Ngoài bị vẽ bậy, thời gian vừa qua trên tuyến số 1 cũng xảy ra các sự việc trộm cắp tài sản thiết bị đoạn trên cao từ khu vực nhà ga Thảo Điền đến nhà ga bến xe Suối Tiên. Đối tượng cắt trộm cắp tiếp địa, tháo các neo tà vẹt của công trình. Từ các vụ việc nêu trên, Ban Quản lý lo ngại tình trạng an ninh an toàn cho công tác thi công dự tuyến metro số 1 đang diễn biến phức tạp, có thể gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của dự án quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, một biểu tượng cho mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Vụ việc cũng đã khiến dư luận hết sức quan tâm, bất bình về tình trạng giám sát quản lý của đơn vị thi công lẫn công ty được thuê bảo vệ công trình. Dư luận cho rằng
Cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm và xử lý những người có liên quan, chứ không chỉ truy xét thủ phạm gây ra các vụ việc trên. Thưa quý vị, hình ảnh chiếc xe buýt ngang nhiên vượt đèn đỏ, rẽ trái lan truyền trên mạng xã hội sau khi được một camera hành trình ghi lại đã gây bức xúc cho người dân. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã làm việc với tài xế và ra quyết định phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và giữ giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với lỗi vượt đèn đỏ này. Hình ảnh này được ghi lại vào lúc hơn 17 giờ ngày 25 tháng 4 trên đường Nguyễn Cơ Thạch, đoạn qua địa bàn phường Bình An, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Cơ Thạch Tố Hữu cho thấy, từ phía sau bất ngờ xuất hiện một xe buýt màu xanh số hiệu 88 mang biển kiểm soát 51B00954 chạy ở làn đường bên cạnh, cố tình vượt đèn đỏ để rẽ trái vào đường Tố Hữu, mặc cho đèn đỏ cho xe rẽ trái còn đến gần 70 giây. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông Cát Lái, đơn vị quản lý địa bàn trên đã tìm hiểu vụ việc, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác định được lái xe. Qua kết quả làm việc, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm. Thưa quý vị, là nơi tập trung nhiều quán bar, biệt lớp hoạt động thâu đêm suốt sáng, phố đi bộ Bùi Viện được xem là tuyến phố sầm uất bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến từ nhiều lực lượng của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt có mặt kiểm tra hành chính nhiều quán bar, biệt lớp đang hoạt động thâu đêm suốt sáng ở phố Tây Bùi Viện thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Nhiều bí mật, hình ảnh ít thấy ẩn sau những điểm kinh doanh này lần đầu tiên được tiết lộ. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã theo chân tổ công tác để ghi nhận công tác kiểm tra xử lý. Để kiểm tra một căn phòng nghi vấn. Căn phòng vừa được mở ra, hương nồng nặc mùi hóa chất từ những bình thuốc si sa cộng với lớp khói than dày đặc. Kiểm tra thực tế, công an còn phát hiện thêm 200 vỏ bóng và một bình khí N2O nghi là bóng cười bơm để bán cho khách, cùng hàng chục bình thuốc si sa đang bán cho khách. Đây chỉ là hai trong số nhiều quán bar beer club mà lực lượng công an tiến hành kiểm tra. Lỗi vi phạm của các cái cơ sở này thì cũng đa số là kinh doanh cái mặt hàng này là kinh doanh cái hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và giao cho đội cảnh sát kinh tế của công an quận 1 để tiến hành xác minh. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là đợt kiểm tra nằm trong kế hoạch ra quân kiểm tra bất ngờ các cơ sở văn hóa, tụ điểm kinh doanh văn hóa có điều kiện, tiềm ẩn phức tạp và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Thì trong quý 1 cũng đã tiến hành kiểm tra là 157 cơ sở, thì với các cái lỗi vi phạm xoay quanh các lỗi như là không giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, rồi kinh doanh quá giờ. Đồng thời qua cái kiểm tra cũng đã phát hiện là 839 đối tượng tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Thì phòng PC06 là tổ trưởng của tổ kiểm tra cũng đã chuyển cơ quan điều tra công an quận huyện 7 vụ và tham mưu ban giám đốc tiến hành thu hồi giấy an ninh trật tự 17 cơ sở. Phố đi bộ Bùi Viện được xem là một trong những con phố sầm uất và nhộn nhịp bậc nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng là điểm đến yêu thích của nhiều người dân thành phố, du khách. Hầu hết du khách khi đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh đều tìm đến con phố này. Chính vì vậy, việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm là rất cần thiết. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, công an các đơn vị địa phương thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội để xử lý theo quy định.